Hóa chất thì em đã bị máu ở trong tủy nên là đánh hóa chất là cũng đánh nặng hơn các bạn khác. Nên là mỗi khi đánh hóa chất vào là sẽ không ăn được. Em rất là gọi là cũng có hy vọng nữa. Cứ nghĩ là mình cũng sống được. Cái đợt đầu là bà nó ăn được, mà nó ngủ được, cái nhân ngồi khóc. Chứ gánh vác trên thì bà gánh rồi chứ. Cắn bệnh. Cứ đau trong một lần em lên là thấy bạn cứ đau trong tủy năm như thế mà không làm được gì cả. Thì bạn còn nói là muốn đi học, chúng em cùng lên dìu động viên bạn. Có những lúc bạn đi học mệt lắm nhưng mà vẫn cố. Giờ đây với Yến, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn thời gian đi học. Yến nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè. Vì vậy, những lúc sức khỏe khá lên, em đều cố gắng đi học đầy đủ. Em tâm niệm vừa bước vào lớp 10, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Phía trước, hãy còn quá nhiều điều chưa thể thực hiện. Nếu mà có một điều ước thì em ước là căn bệnh đi Hà Nội đến với em. Sau những lần hóa trị mệt mỏi về nhà đi học thì còn mệt thì em cũng nhờ các bạn đến để dìu em đến trường. Để sau này mà bệnh tình của em có xấu đi mà không đến trường được thì em vẫn có những cái kỷ niệm vui vẻ đẹp. Ba trường trốn là thì san sẻ được cái sức khỏe cho cháu, để cho cháu ăn xuống. Chứ ba thì cũng nhiều tuổi rồi thì ba đi cũng được, đi thấy cháu cũng được. Hoàn cảnh của em cũng rất khó khăn, bệnh thì nặng, chi phí điều trị thì nhiều, mà chắc chắn là sẽ kéo dài. Thì nhà trường cũng mong muốn các cái mạnh thường quân, các cái tổ chức cá nhân phát lòng hảo tâm hỗ trợ em Yến và gia đình để em có cái điều kiện. HTTV 02 01 000 707 456, Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank, hoặc 101 226 3355, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB.